Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2019 đã bước sang ngày thứ hai trong tuần lễ hoạt động từ 26 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 năm 2019 tại khu vui chơi giải trí Vinpearl Nam Hội An. Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình, ngoài các tiết mục nghệ thuật trong đêm diễn chính thức, các bạn nhỏ còn được tìm hiểu văn hóa Việt Nam thông qua những trải nghiệm thực tế thú vị. Đảo dân gian, khu tái hiện những hoạt động văn hóa đặc trưng của Việt Nam như khu dệt lụa, khu làm gốm, làm tranh Đông Hồ. Nơi đây bảo tồn những giá trị nghề truyền thống Việt Nam và trình diễn các loại hình văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới, được chọn là nơi diễn ra các hoạt động của các bạn nhỏ. Ở đây cũng có lúa, em cảm thấy mọi thứ thật thân thuộc như đất nước của mình vậy. Cố. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con tằm đấy. Thật là thú vị, chúng rất dễ thương, em rất thích. Với mục tiêu kết nối tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực và quốc tế, thông qua hoạt động giao lưu của các em thiếu nhi, sẽ còn nhiều hơn nữa những hoạt động trải nghiệm thú vị tại khu vui chơi giải trí Vinpearl Nam Hội An. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về liên hoan trong những số đồng hành tiếp theo.